an cư lạc nghiệp với những người phụ nữ nghèo, điều đó lại càng ý nghĩa hơn khi vì hoàn cảnh nghèo khó mà chị em không thể có một mái ấm để an cư. Thấu hiểu được điều đó, những năm qua, các cấp hội phụ nữ huyện Tân Thạnh đã vận động xây dựng và trao hơn 30 mái ấm tình thương cho phụ nữ, giúp chị em ổn định cuộc sống. Gia đình chị Hà Thị Sung, ngụ ấp Kênh Chà, xã Nhân Hòa là một trong những hộ nhận được mái ấm tình thương của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Gia đình chị thuộc diện đặc biệt khó khăn nên không thể có điều kiện xây nhà mới, dù ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng. Thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, các nhà hảo tâm tài trợ trên 60 triệu đồng và chị có được ngôi nhà mới. Thật vui và hạnh phúc. Tôi không nghĩ là mình có thể xây dựng ngôi nhà mới. Nay nhờ sự quan tâm giúp đỡ của các cấp hội phụ nữ, gia đình tôi có điều kiện xây nhà. Đây là động lực để vợ chồng tôi vươn lên trong cuộc sống. Thời gian qua thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Hòa cũng quan tâm đến các chị em phụ nữ có khó khăn về nhà ở. Trong năm 2024 thì phụ nữ xã vận động Mạnh Thường Quân trao tặng được 2 căn nhà tình thương trị giá 120 triệu đồng. Thì bên cạnh đó, phụ nữ xã cũng quan tâm đến vấn đề phát triển kinh tế cho chị em, như là hỗ trợ chị em vốn để phát triển kinh tế, rồi tạo việc làm cho chị em bằng cách giới thiệu việc làm tại địa phương, cũng như là vận động nguồn vốn ngân hàng chính sách để các chị em giải ngân, tạo việc làm, tăng thêm thu nhập. Với vai trò là tổ chức chăm lo cho quyền lợi hợp pháp chính đáng của hội viên phụ nữ, nhất là những phụ nữ khó khăn, phụ nữ yếu thế, thì trong những năm qua các cấp hội trong huyện đã thực hiện nhiều hoạt động xã hội hóa, hoạt động nhân đạo từ thiện xã hội, trong đó thì có hoạt động hỗ trợ phụ nữ cất mới và sửa chữa các mái ấm tình thương. Hàng năm thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện triển khai đến các cơ sở hội để rà soát những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Song song đó thì hoạt động hội này được các cấp quỹ, chính quyền địa phương cũng đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện cùng đồng hành vào cuộc giúp đỡ với hội. Năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và cơ sở đã xây dựng và trao tặng 14 mái ấm tình thương với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Toàn huyện hiện có 15.850 hội viên phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã đề ra kế hoạch mỗi năm xây dựng từ 1 đến 2 mái ấm tình thương.